Nạn nhân sống sót duy nhất trong sự cố ngạt khí tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deshan Việt Nam ở Việt Trì Phú Thọ hiện đã có thể tỉnh táo và có thể ăn uống được. Bệnh nhân đã được tháo máy thở, tình trạng hô hấp tạm thời ổn định, tiên lượng khả quan. Trước đó vào đêm qua, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, khó thở dữ dội, tím tái toàn thân. 4 người khác trong vụ ngạt khí đã tử vong. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cử đoàn kiểm tra để tìm hiểu vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các công nhân không được đảm bảo an toàn lao động xuống hầm chứa chất thải.